Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, có vị thiên nhân nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ suy tướng hiện ra, hoặc có vị phải đọa lạc nơi chốn ác đạo? Các vị thiên nhân đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hiện ra mà hoặc thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó được tăng thêm phước trời, hưởng nhiều sự vui sướng, vĩnh viễn không phải đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là được thấy tượng, được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thức hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống, vật báo, chuỗi anh lạc mà bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi có được sẽ vô lượng vô biên. Lược giảng: Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm và tất cả các đại chúng, trong các thế giới về thuở hiện tại và vị lai, có vị thiên nhân nào phước trời thọ hưởng đã hết, có ngũ suy tướng hiện ra? Các thiên nhân ở cõi trời được hưởng phước báo vui sướng vô cùng. So với cõi nhân gian thì ở cõi trời quá vui vẻ sung sướng. Thế nhưng thiên nhân lại có ngũ suy tướng, tức là sự xuất hiện của năm tướng suy hao nơi thân thể khi họ sắp hưởng hết thiên phước của mình. Ngũ suy tướng là gồm những gì? Đó là: một, hoa quang ủy tạ, tức mũ hoa héo rũ. Các thiên nhân đều đội mũ kết bằng hoa tươi, không bao giờ khô héo. Nhưng đến lúc năm tướng suy hao hiện ra thì những mũ hoa này sẽ héo úa tàn rụng. Hai, y trước trần ai, tức y phục dính bụi. Áo quần của thiên nhân thường thì không phải giặt giũ mà vẫn luôn luôn sạch sẽ. Nhưng đến lúc quần áo của họ bắt đầu bị bụi bám thì họ biết là mình sắp chết. Ba, lược dịch hãn xuất, tức hai nách tiết mồ hôi. Thân thể của thiên nhân không ra mồ hôi, nhưng đến lúc phước trời của họ đã hết thì dưới hai nách có mồ hôi tiết ra. Bốn, thân thể xú uế, tức thân thể hôi hám. Thân thể của thiên nhân thường tỏa hương thơm, đến lúc thiên phước của họ đã cạn hết thì thân thể tiết ra mùi hôi hám. Năm, bất lạc bổn tòa, tức không thích chỗ ngồi của mình. Thiên nhân thường hay ngồi, có tướng thiền định, nhưng đến lúc hết thiên phước thì họ không còn tướng thiền định nữa. Bây giờ họ đứng ngồi không yên, bồn chồn bứt rứt, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng. Đây chính là thiên nhân phải đọa lạc, có thể chuyển làm thân ngạ quỷ, súc sanh, xuống địa ngục hoặc sanh làm người, tất cả đều không nhất định. Trên đây là năm tướng suy hao lớn, tức đại ngũ suy tướng. Ngoài ra, thiên nhân còn có sự xuất hiện của năm tướng suy hao nhỏ, tức tiểu ngũ suy tướng nữa. Năm tướng suy nhỏ là những gì? Đó là: một, lạc thanh bất khởi, tức tiếng không còn trong thanh và vui vẻ nữa. Giọng nói của thiên nhân vốn vô cùng thanh tao, di diệu, nhưng đến lúc năm tướng suy hiện ra thì tiếng nói trở nên thô nặng, khàn đục, không còn réo rắt thánh thoát nữa. Hai, thân quang di ám, tức ánh sáng trên thân bị mờ tối. Thường thì toàn thân thiên nhân đều tỏa hào quang, nhưng đến lúc năm tướng suy hao nhỏ hiện ra thì hào quang quanh nơi thân trở nên lu mờ ảm đạm, không còn sáng chói nữa. Ba, dục thủy trước thân, tức nước tấm đồng trên thân.
thân thể thiên nhân vốn không bị dính nước, giống như mặt pha lê, nước chảy tuột đi chứ không đồng lại. Nhưng khi năm tướng suy nhỏ hiện ra, thì khi tắm, nước sẽ dính lại trên thân họ. 4. Trước cảnh bất xả, tức chấp trước vào cảnh giới, không xả. Lúc năm tướng suy nhỏ hiện ra, thiên nhân gặp cảnh giới thì bám chấp lấy cảnh giới đó, không thể buông bỏ được. 5. Thân hư nhãn thuấn, tức thân suy yếu, mắt láo liền. Lúc năm tướng suy nhỏ hiện ra, thì thân thể của thiên nhân trở nên vô cùng suy nhược, không còn cường tráng, không còn sức lực nữa. Thiên nhân vốn rất ít khi mở trừng mắt, còn người không thường xuyên chuyển động. Nhưng khi năm tướng suy nhỏ hiện ra, thì trong mắt của họ luôn chuyển động qua lại. Trên đây là năm tướng suy hao nhỏ. Ngoài ra, thiên nhân còn thức suy, tức bảy tướng suy hao, mà trong có năm tướng suy hao lớn. Bảy tướng suy hao là: 1. Quang diệt, tức ánh sáng bị mất, hào quang của thiên nhân không còn nữa. 2. Hoa ủy, tức hoa héo úa, mũ hoa trên đầu bị héo tàn. 3. Biến sắc, tức sắc tướng biến đổi. Tướng mạo của thiên nhân vốn rất viên mãn, nhưng khi năm tướng suy hiện ra thì liền bị biến đổi ngay. Trước kia vốn rất xinh đẹp, bây giờ thì không còn xinh đẹp nữa. 4. Y trước trần ai, tức y phục dính bụi dơ. 5. Lưỡng dịch xuất hẳn, tức hai nách ra mồ hôi. Hai bên nách của thiên nhân, chỗ dưới hai cánh tay, có mồ hôi tiết ra. 6. Thân xấu, thân thể gầy ốm. Thiên nhân vốn không cần ăn uống tẩm bổ gì cả, mà thân thể cũng không gầy ốm. Nhưng lúc tướng suy hiện ra, thì thân thể hao gầy hẳn đi. 7. Bất lạc bổn tòa, tức không thích chỗ ngồi của mình. Lúc tướng suy hiện ra, thiên nhân tự lánh xa chỗ ngồi của mình. Vậy năm tướng suy nhỏ, tức tiểu ngũ suy, năm tướng suy lớn, tức đại ngũ suy, và bảy tướng suy, thất suy, đều là các tướng trạng hiện ra nơi thân của thiên nhân lúc phước trời của họ đã hết. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo rằng, trong đời này và đời sau, nếu có thiên nhân nào nơi thân đã hiện năm dấu hiệu suy hao, hoặc có gì phải đọa lạc nơi chốn ác đạo, các vị thiên nhân đó, hoặc nam hoặc nữ, đừng lúc tướng suy hiện ra mà hoặc thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng hoặc một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó được tăng thêm thiên phước, hưởng nhiều sự vui sướng, vĩnh viễn không phải đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống gì là được thấy tượng, được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thức hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống, vật báu, chuỗi an lạc mà bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi có được sẽ vô lượng vô biên. Những chúng sanh nào được thấy hình tượng hoặc được nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, lại còn đem đủ loài hương, đủ loài hoa, các thứ y phục, các thức ăn uống cùng các món trang sức quý báu như chuỗi an lạc ra cúng dường ngày, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức và phước lợi, chẳng thể nào kể xiết.